quy định của pháp luật về chi phí thành lập doanh nghiệp. Trong xuyên suốt quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, các chi phí được pháp luật nước ta quy định là một trong những điều được khách hàng quan tâm. Vậy, đâu là những chi phí cần thiết để thành lập doanh nghiệp và khoản chi phí đó là bao nhiêu? Chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải đóng những loại chi phí nào trong quá trình hoạt động? Trong bài viết này, Á Châu sẽ giúp bạn đọc giải quyết một số băn khoăn chung trong quá trình thành lập doanh nghiệp của quý khách hàng. 1. Các chi phí thành lập doanh nghiệp được pháp luật quy định Lệ phí công ty dùng để đề nghị được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 100.000 Việt Nam đồng. Đây là lệ phí được pháp luật quy định tại Điều 32 Nghị định 78-2015 NDCP của Chính phủ. Về đăng ký doanh nghiệp đã quy định người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thành lập công ty. Lệ phí trong việc công bố nội dung đăng ký của doanh nghiệp là 100.000 Việt Nam đồng. Trên đây là mức lệ phí mà chủ sở hữu doanh nghiệp phải nộp theo thông tư 47-2019 TTBTC của Bộ Tài chính. Theo luật doanh nghiệp năm 2020 quy định tại Điều 33 nội dung về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền có nhiệm vụ phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo các trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định của nhà nước. Chi phí để khắc dấu tròn doanh nghiệp là 500.000 Việt Nam đồng. Lưu ý, Trước khi sử dụng con dấu tròn dùng để đóng dấu hợp đồng và sử dụng trong các giao dịch công việc thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục thông báo và công bố mẫu dấu công ty trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Chi phí dùng trong việc mua chữ ký số để thực hiện khai thuế thời hạn 1 năm là 1 triệu 600 000 Việt Nam đồng. Chi phí dùng để mua chữ ký số trong thời hạn 3 năm là 2 triệu 700 nghìn Việt Nam đồng. Chữ ký số dùng trong doanh nghiệp là một dạng chữ ký điện tử có tác dụng dùng trong việc gửi báo cáo thuế qua mạng và để gửi các loại báo cáo khác qua mạng mà không cần phải đến trực tiếp nơi cần nộp. Chữ ký số được thể hiện ở dạng USB và đã được mã hóa nhằm mục đích thay thế cho chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để ký tên lên tờ khai hoặc thao tác khác trên mạng nhằm xác định mọi thao tác là của doanh nghiệp. 2. Chi phí và thủ tục mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp Chi phí để mở tài khoản ngân hàng riêng của doanh nghiệp, miễn phí. Phí ký quỹ tài khoản doanh nghiệp là 1 triệu Việt Nam đồng. Các ngân hàng ở nước ta thường ưu đãi và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc mở tài khoản miễn phí. Tuy nhiên, nhằm thúc đẩy việc sử dụng tài khoản riêng của doanh nghiệp, ngân hàng thường yêu cầu ký quỹ duy trì tài khoản thông thường là 1 triệu Việt Nam đồng. Sau khi doanh nghiệp thực hiện việc đóng tài khoản ngân hàng thì ngân hàng có nghĩa vụ sẽ hoàn trả lại số tiền ký quỹ mà doanh nghiệp đã đóng. Để thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng ban đầu của doanh nghiệp, người thực hiện đăng ký cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau. Bản sao y công chứng chứng minh nhân dân hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của doanh nghiệp, công ty. Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng, sử dụng mẫu của ngân hàng. 3. Chi phí pháp luật quy định trong việc mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn. Chi phí dùng để mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn là 935.000 Việt Nam đồng. Hóa đơn là loại chứng từ kế toán do cá nhân, tổ chức bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán năm 2015. Hiện tại, theo quy định của pháp luật nước ta tại Nghị định 119-2018 NDCP thì kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 thì các doanh nghiệp, công ty mới thành lập bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện việc xuất hóa đơn cho khách hàng. 4. Quy định và chi phí doanh nghiệp đóng môn bài Lệ phí môn bài cần đóng của doanh nghiệp duy trì hàng năm là 2 triệu Việt Nam đồng hoặc 3 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, tùy phụ thuộc vào mức vốn điều lệ công ty doanh nghiệp đã đăng ký. Mức đóng lệ phí môn bài của doanh nghiệp khi thành lập còn căn cứ vào mức vốn điều lệ mà doanh nghiệp đã đăng ký như sau. Với các doanh nghiệp thực hiện đăng ký với số vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài hàng năm mà doanh nghiệp cần phải đóng là 2 triệu Việt Nam đồng, bằng chữ 2 triệu Việt Nam đồng. Với các doanh nghiệp thực hiện đăng ký với số vốn điều lệ hoặc Vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài hàng năm mà doanh nghiệp cần phải đóng là 3 triệu Việt Nam đồng, bằng chữ 3 triệu Việt Nam đồng. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, sau khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài, năm thứ tư tính kể từ năm thành lập doanh nghiệp. Trong trường hợp kết thúc trong khoảng thời gian không 6 tháng đầu năm thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Ngược lại Doanh nghiệp trong trường hợp đã kết thúc trong thời gian không 6 tháng cuối năm thì phải nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm. Pháp luật Việt Nam quy định, người nộp lệ phí đang hoạt động phải có văn bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện có văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh và phải gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật, cụ thể, trước ngày 30 tháng một hàng năm và chưa nộp lệ phí môn bài của năm doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. 5. Tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn tại luật Á Châu? Với hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ. Hàng năm, luật Á Châu với đội ngũ chuyên viên tư vấn viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp đã tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc. Vì vậy, luật Á Châu tự hòa là một trong những doanh nghiệp tư vấn uy tín, luôn mang lại những giá trị cao nhất cho khách hàng của mình công ty luật Á Châu. Điện thoại Zalo 0967 932 555 0968 565 479. Điện thoại Zalo phòng kế toán 0965 778 000. Điện thoại Zalo tư vấn doanh nghiệp 0963.81.84.86. Email: congtailuatachao@gmail.com.